Nguyễn Thúy Phượng xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7 năm 2022 vừa qua, nhân dân Nhật Bản cũng như toàn thế giới bàng hoàng trước tin dữ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị ám sát trong khi đang vận động tranh cử cho các đồng đảng của ông tại tỉnh Nara. Thưa quý vị, Thủ tướng Abe Shinzo đã có công rất lớn đối với đất nước Nhật Bản và là một người bạn thân thiết của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trong thế giới tự do. Ông ra đi để lại niềm thương tiếc cho nhân dân Nhật Bản cũng như nhân dân toàn thế giới. Đối với người dân xứ Hoa Anh Đào, ông Abe Shinzo là vị thủ tướng tài hoa, nhân hậu, cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, chuyện tình đẹp giữa chính trị gia và người bạn đời Aki Matsuzaki suốt 30 năm khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Ngay khi nhận được tin dữ, bà đã tức tốc di chuyển bằng tàu hỏa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Nara. Mặc dù được đội ngũ chuyên gia gồm 20 thành viên nỗ lực cứu chữa, nhưng Thủ tướng Abe Shinzo vẫn không qua khỏi. Trong số các phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản, bà Abe được xem là người có tư tưởng hiện đại, không ngại lên tiếng về các quyền phụ nữ, bình đẳng. Bà cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm tại bất kỳ các sự kiện chính trị. Hình ảnh vợ chồng nắm chặt tay đã trở thành biểu tượng quen thuộc với người dân. Trên tài khoản Instagram hơn 100.000 lượt theo dõi, phu nhân Abe thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng không kém phần ngọt ngào. Mới đây, trong lúc tang lễ của Thủ tướng Nhật Bản đang diễn ra, mạng xã hội xôn xao trước bức tâm thư được cho là của phu nhân Abe Shinzo gửi đến chồng mình. Trong lá thư, người phụ nữ gây xúc động khi kể lại bằng giọng văn bình tĩnh nhưng sâu xa, trong đó là nỗi đau vô bờ bến. Bà chuẩn bị sẵn bộ quần áo mới, bữa cơm ngon trước khi làm việc và giây phút chết lặng khi nhận tin dữ. Bà khẳng định Abe Shinzo chính là người đàn ông mà bà trân quý đến tận cuối cuộc đời. Thưa quý vị, nguyên văn bức thơ được truyền tải trên mạng như thế này. Shinzo thương yêu, thế là mình đã đột ngột bỏ em ra đi, không một lời chăm chối. Sáng ngày hôm đó, cũng như bình thường, mình vẫn ăn những món ăn đơn giản, vài chiếc cơm nắm, vài miếng dưa món và chén miso quen thuộc mà em hay làm. Mình ra khỏi nhà chào em, Tekimasu, và em vẫn đợi mình về để nói Goruko-san, Okaerina Sakai. Mình đã không còn trách vụ gì trong chính phủ. Mình chỉ là một thành viên của tổ chức, nhưng mình đã đi khắp mọi nơi để khích lệ cho những ứng cử viên cùng chí hướng. Mình bận, em cũng chả biết phải làm gì để phụ giúp mình. Em biết mình vẫn đang tiếp tục theo đuổi những chủ trương gian dở mà mình đã đặt ra. Em nhớ mình nhất câu nói, cải cách, cúi đầu xin lỗi không chỉ là cách duy nhất, mà chúng ta phải cố gắng lấy lại sức mạnh của Nhật Bản, không phải bằng cách gây chiến tranh để mở mang bờ cõi như những lớp đi trước đã làm. Nghe tin mình bị bắn mà tim em đã ngừng đập, em thu xếp đi ngay để mong gặp mình. Em đã sửa soạn cho mình một bộ quần áo đàng hoàng mà mình thích để thay bộ quần áo vương đầy máu nếu có chuyện chẳng lành. Khi ra đi, mình vẫn là mình, tin anh, sâu sắc. Trên con đường từ nhà đến chỗ mình dài hơn 4 tiếng, em cầu nguyện cho phép lạ xảy ra. Mình sẽ mở mắt, âu yếm nhìn em và thủ thỉ. Mình còn đây nè em, chẳng có gì phải lo cả. Hình như mình đã cố gắng đợi em để nói lời cuối cùng. Nhưng không thể, mình đã mất sau khi em đến khoảng 3 phút. Bác sĩ đã thông báo cho em trước.
trước khi chính thức tuyên bố ra ngoài. Em lặng người vì khoảng cách giữa tin vui và tin dữ sao quá mong manh. Cuối cùng, mình đã đi xa, không về nữa. Hôm nay, em đưa mình trở về ngôi nhà của vợ chồng ta, đã từng có mấy chục năm chia bùi sẽ ngọt. Định tâm sự nhiều với mình hơn. Mà thôi, đợi gặp lại nhau, ta tha hồ mà nói nhé. Bây giờ, nghe em nói đây. Em sẽ yêu thương mình cho đến cuối đời. Nghe chưa? Bên cạnh những bình luận xúc động, không ít nhân dân mạng đã nhận ra bức tâm thư thực chất là của một người hâm mộ muốn thay lời bà AB gửi đến ông xã. Dù chưa rõ mục đích thế nào, nhưng việc truyền tải thông tin không chính chủ khiến tác giả Takenaga Hisashide nhận về không ít chỉ trích. Trên mạng xã hội của bà AB, bài viết gần đây nhất là trước đó 3 tuần, chứ không hề có bất kỳ phát ngôn nào sau đó. Một trong những bức ảnh cuối cùng hai vợ chồng chụp cùng nhau mà ông AB chia sẻ trên tài khoản Twitter vào tháng trước cho thấy hai người đang ăn mừng sinh nhật lần thứ 94 của mẹ ông AB cùng các thành viên khác trong gia đình. Thưa quý vị, bà AB không phải là mẫu phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Khi chồng còn đương chức, bà không chỉ tham gia việc tổ chức các sự kiện ngoại giao và trang trí dinh thự, mà còn thường xuyên lên tiếng về các quan điểm của mình, kể cả khi nó trái ngược với quan điểm của chồng. Bà nói, tôi muốn truyền tải tất cả những quan điểm không giống chồng mình, gần như một đảng đối lập. Tôi cho là thế. Bà AB không ngại bày tỏ quan điểm thẳng thắn về quyền phụ nữ, ủng hộ cộng đồng đồng tính luyến ái và từng tham gia một cuộc điều hành của cộng đồng này ở Tokyo vào năm 2014. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích cho biết sự thẳng thắn công khai của bà AB sẽ giúp nâng cao uy tín của ông AB, cho thấy ông có thể chấp nhận những quan điểm khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, bà AB nói rằng mình luôn phải thể hiện sự chừng mực khi truyền đạt những ý kiến phản biện cho chồng, đồng thời cố gắng chọn đúng thời điểm để làm điều đó. Khi ông ấy bị các đảng đối lập chỉ trích, nếu ở nhà tôi cũng bắt đầu cằn nhằn, thì ông ấy có thể sẽ yêu cầu tôi dừng lại việc đó. Là vợ của ông ấy, có những lúc tôi không muốn công kích ông ấy quá nhiều, nhưng cũng có lúc tôi thực sự cảm thấy mình phải nói với ông ấy điều gì đó. Lời của bà. Bà AB, tên thời trẻ là Aki Matsuzaki, là con gái của ông Akio Matsuzaki, cựu chủ tịch hãng sản xuất sô-cô-la Morinaga, một trong những công ty bánh kẹo nổi tiếng nhất Nhật Bản. Bà lớn lên trong một gia đình giàu có và danh giá, được học tại các trường công giáo ở Tokyo, tốt nghiệp trường cao đẳng nghề và sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Rikyo. Khi đang làm việc tại công ty quảng cáo lớn nhất của Nhật Bản, Dentsu, bà AB được cấp trên giới thiệu với ông AB, lúc này là trợ lý chính trị, đang lên. Hai người kết hôn vào năm 1987. Quý vị vừa nghe Nguyễn Thứ Phượng trình bày về sự thật, về bức thư đang được truyền tải trên mạng xã hội, được cho là của phu nhân cố thủ tướng AB Shinzo. Nguyễn Thứ Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thứ Phượng, đồng thời cũng mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thứ Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.